sang lấy cát nào. Tiến đi anh ơi, tiến một tí đây. Có vài viên, tầm họ chắc tầm hai ba viên thôi. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay thì là sẽ là vật liệu là chính thức là vào nhà hai ông cháu rồi. Hôm nọ thì mấy thợ cũng đã lấy cát rồi nên tuy nhiên là vẫn chưa lấy được gạch. Ui, đường này có vẻ ghê quá. Đấy, bên này. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã xin ở cái chỗ này này cô bác này để mà đổ gạch rồi. Đường này thì chỉ có vừa một cái ô tô đi thôi. Cô bác có thể nhìn thấy được cô bác này. Ô tô này chở rất là nặng, chắc là bây giờ độ đâu đó tầm là trên là 10 mấy tấn. Hôm nọ thì cũng đã xin chỗ này để mà đổ rồi, bây giờ thì không biết là anh đổ tầm bên này đây anh. Hôm nọ em có ra kia xin cô bên kia rồi thì cô, chị có bảo là cho đổ. Và đấy, vật liệu này thì là ngay gần chỗ nhà anh thợ cô bác ạ. Anh vừa đi đâu về ấy? Vừa đi làm về à? Làm ruộng hay làm gì ấy? Làm ruộng. Đổ đâu anh? Đổ bên này này. Anh đổ cẩn thận đừng để nó lăn xuống bên kia nhá. Này thì không có ô tô đi vào thì đổ qua bên này tí được thôi nhỉ? Đường mà đây không có xe nào vào đâu. Vâng. À dạ. Quay đầu không đổ anh. À đây có một đường xe máy đi này. Bà kia cho đổ mà ông nói. Ông nói em lại đi vào nhà xin xin đôi vợ chồng trẻ. Là bảo là quay đầu thì nó quay đầu được. Quay được. À. Anh quay đầu lên mới đổ được, không đổ quay được đâu không? Thì anh đang sợ bà lên đây nó bị chìm thôi. Sợ đất bị yếu. Hôm nọ em bảo là nếu mà bây giờ đổ thì dính vào bao nhiêu cây thì đền sau. Rong anh ơi, thoải mái. Không thoải mái. Ôi, máy nó quay đấy. Ừ.
Ê, bánh cũng quay rồi. Có đá không anh ơi? Chắc đổ từ bên kia vào anh nhỉ? Nhưng mà... không, nếu mà mình đổ ra đây thì đường... anh ơi, lùi đổ từ trên này đi được không? Thì thế này. Nhưng mà chỗ kia là đường của người ta đi ấy. Chỗ này không có xe máy đi xuống đây này đủ, mà tầng đây là đẹp quá nhỉ. Ủa đây để cho người ta đi vào máy. Thế là cho người ta đi vào đường này xuống à? Từ đây này anh. Đây này, đổ từ đây này. Hả? Không cắt đâu. Cứ đổ xuống là, bây giờ cứ đổ xuống là thì nó khác hết rồi. À, được rồi anh ơi. Không đâu. Vâng. Thoải mái anh ơi, đến tận đây cơ mà. Đến tận đây cơ mà. Cắt dây đổ cho nó khỏi lan, khỏi xô xuống. Có sao không? Sao hỏi không cần cắt dây à? Không, không, em đổ trên kia không cần cắt dây đâu mà. Được sao quá. Anh bảo cả cục nó lan á không? Đổ phát là nó, thì nó mục hết dây mà. Có cắt dây không? Anh có đổ lồng đao đây rồi. À. Hôm nọ anh đổ cho em cắt dây đâu? Có chứ. Hôm nọ anh đổ cắt đâu? Ồ, thế à? Anh lấy vật liệu này cô bác, cũng chưa lấy vợ cho nên là hơi vui tính một tí. Chưa lấy vợ hơi vui tính ấy nhở? Không như anh Phòng thì lấy vợ rồi điềm đạm hơn. Thế ngày mai là chở được anh nhở? Cá? Alo! 7.200 à? Đây đây! Đi bao giờ cả? Chỗ này á? Hả? Anh đẹp không anh? Mấy nghìn đấy anh Sơn? Anh xuống đầu nhá. Đây là bị ướt một tí à? Cái gạch này là gạch, ôi, gạch này gạch gì đây? Tôi không có tên nữa à? Tốt. Ngày hôm nay thì bị dính mưa một chút cô bác cho nên là nó bị giòn hơn. Có gạch thì là xây là được ngồi, mà ở trên này toàn xây, có khi là người ta xây 2-3 tầng là gạch bi thôi ấy. Tôi bảo đây có cái đấy nó trong rồi bây giờ. Thôi anh chịu khó đây nhá. Cái gạch này gọi là VIP nhất rồi. Đây làm việc có nhà nào đâu đúng không? Ở đây khu này làm việc có nhà xây nào nhỉ? Sắp 6 chưa mang lên này. Mai có vào được không? Mai để bên nhà. Mai để bên nhà. Xe máy lại được không? Bảo là cho nghe bà là cho sắp 6 vào cùng luôn. Thì mai là. Nhưng mà mai có không ấy sắp 6 ấy? Để cho mấy anh em thợ làm cái tời luôn này. Anh
Đúng rồi, anh để trên kia, đầu trên kia chở xuống được mà. Cáp em mua rồi, em vẫn phải xuống phát 6 nữa. Vâng. Nhà anh Sơn có cáp à? Không, cho mượn cũng được mà. Cho mượn cũng được mà. Dài có phải hơn 100 mét mới đủ đấy. Ờ. Ở đâu đi? Câu chưa? Còn em thả thì cái nhôm nào để quay xuống này. Cái máy chở từ đây xuống rồi. Cái máy chở ở đây xuống, dưới kia thả xuống cho anh. Xe đến nơi đâu? Đào chữ Z mới đi xuống được. Nhưng mà mỗi tội là không phải đất của nhà mình. Nhưng mà phải... Không xuống được, đào không xuống được. Nhưng mà đào nó chở xuống dốc nó dễ hơn. Không thể chở được. Thanh đúng không? Thả đi, măng đi bác. Thả thôi, xe máy chở đấy, thả xuống thôi, thả thôi. Thì em cứ chở thoải mái đi, sắp yêu mang đấy là đường. Em cứ chở những cái đống xuống kia ra đúng không? Hay là phải một người đấy thả xuống luôn. Không, em phải lắp cái tờ là em chở đi ra, em thả xuống. Là có bao nhiêu, là quanh quanh đây bao nhiêu à? Ngày mai hết đâu? À, anh nghĩ là từ đây xuống một ngày hết bằng này trên gạch. À, 4 ngày. Biết ở đâu nhỉ? Đâu? Xa quá. Nhưng mà hôm đó em ở nhà xứ ấy, một ngày 8.000 mấy. Đấy. À hả? Nhà này không có chuyện xa, nhà xứ nhiều. Nhà xứ. Thế máy vào tận nhà được đúng không? Nhà này vào nào được. Nhà này đi, nhà này thì khó khăn hơn. Đường lấy được xe máy đi vào. Cây số, cây số. À, 2, 3 cây, 4, 5 cây. Chưa được à? Ô, còn nhiều mà. Được. Đó phải kéo tận đường. Nghe phải kéo tận đường đầu xe này mới hết được. Dán thôi em ạ. À. Anh có dao không? Không, không có cần dao đâu. Đấy, lúc này anh phải kiếm đi theo người. Có anh không? Cắt dây. Ê, sao anh không cắt, cắt luôn thôi, làm thế gì? Cắt cũng được. Ừ. Nghe nó thớ này còn nó thế hơn. Thì anh em có lấy dây để buộc. Dạ. À, dây này. Cho em làm trong Hà Giang nhưng mà nó còn mang dây từ Hà Giang lên. Mang về nhà á? Dây này chắc lắm nhỉ? Chắc là đang sụt rất nhiều ấy. Lên Việt Nam. Thế là anh Sơn là đi từ hôm qua à? Hôm qua đi, sáng nay đi bốc rồi, hôm qua đi huyện đi. Sáng hôm qua mới đi? À. Hôm nay đi, sáng nay xong rồi. Sáng nay đi qua xe không? Hôm qua đi huyện rồi. Quá coi như mình đi được hơn nửa đường rồi. Anh vào đây nhìn thấy ảnh thôi. Cái nhìn một viên. Em có số anh nhiều. Nó lấy thì gọi anh. Làm luôn một cái. Anh Phong thấy là cũng vừa mới sửa lại nhà mà nhờ. Cái nhà mới mới đây. Ông ấy xây lô. Con này khá quá xây lô. Có chúng sợ chúng cái dây điện không anh Sơn? Vâng. Thế bàn bên nào? Bàn bên này à? Hãy
Thế mà cần nâng dây điện thì bảo nhá. Cần nâng dây điện thì bảo nhá. Không phải chú thực chúng dây điện là đứt là. Không em phải sợ giật thôi. Anh chở vật liệu gì à? Khá là vui tính quá ạ. Chưa lấy vợ mà chưa lấy vui tính. Ôi ôi sao đây, tiến lên tí đây, tí lăn người đấy. Cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Lên đi anh. Dạ. Không rồi anh tiến đi một tí. Anh tiến lên một tí để ghi là bây giờ nếu mà rơi xong là đi chảy xuống cái kia luôn đấy. Rồi. Anh phải tiến lên một tí nữa. Hả? Ủa. Mẹ đâu mà anh lên chưa? Lên điện à? Có chỗ vướng, sợ có chỗ bên cạnh ấy. Bé ơi. Thế rồi. Còn viên nào mang ở đâu? Thế rồi. Thế rồi, không có viên nào mang đâu. Ủa có vẻ đi mấy cây ngô đấy. May mà hôm nọ là còn xin trước đấy chứ không xin là tầm này tí về là. Mấy phòng anh lên chiếc xe lấy nước về đây. Xe tôi chưa đi đâu. Đó. Em lấy về. Làm tí nước cho anh nhỉ? Nếu mà đủ đây là đủ hết rồi nhá. Hả? Nếu có quay được đâu là phải đủ đây là đủ hết đâu. Thế là đèo rồi. Dọ xin ba kia bảo bà nhờ bà kia là cái gì đó. Rơi xuống cái mấy kia tính nhặt lên. Tính nhặt lên. Không nói này vào thân nhà để xin nữa mà. Ừ, chỗ này chắc là tí thôi. Sửa cái đường này. Vận chuyển cái đống này anh nghĩ chắc là em cũng phải mất tầm 3-4 ngày. Xuống đến tận nhà chắc là tuần. Dạ. Có rơi viên nào rơi tịt xuống đây không? Không, không đến đấy đâu. À đâu? Hai ba viên. Có đấy. Nó phải trông cho em. Hả? Chắc là gần nhà anh Phòng cho nên là. Wow. Cái này của em trông. Ui, chỗ này. Trông ấy ông bảo bảo cho nhân. Cái gì nhỉ? Camera về trông như này. Chắc là tối nay phải mắc võng anh em mình dừng trường sơn ở đây mà. Mất đấy. Mất. Ở đây là mất đấy cái chắc. Mất rồi. Nó phải trên bàn này không? Không, nó bảo với con dâu của.
Ừ, ngắt tí lá hát tổ nang nhà, nang có hãy nách nách, sân nách cho bà này, cái này chứ này, lá lá. Tổ vẫn nách cho cha tôi còn quên đấy. Lá hát tổ nang à? Là bà nhạc làm ra cho đồng trai tiến bà ra, lưu đủ chặt chặt. Một chân nào, lán, nè, lán được, có mùi ta chứ. Này mà anh không kéo về để nhặt ra một tí nữa là không còn nữa đâu ấy. Này để mà đan... Ồ, phố ba chỉ văn chứ nào, lạc chỉ văn chứ nào à? Ra tầm văn nào là... Bà. Anh uống nước này anh Phong, làm tí nước ra. Ba làm vậy. Làm hai ba cháo. À hai bạn. Ờ. Ờ. Lấy cho bà luôn. Cho rồi. Nó là thằng dưới này bà chú ạ. Có nước không? Có cá không anh? Cá gì? Chê ba to không? Ờ, chín rồi bà. Có bà lắm, mà nó bỏ nhìn thấy. Chết bằng cha, bà mà chết bằng cha, chết chả, để đứng nhìn sống bông chút. Thế tối nay anh em mình lấy cái vượt đi vượt thôi. Đó. Vượt xong là anh em mình vác lều ở đây thôi. Kích thì anh ấy nữa mua được mỗi một con chả biết nó chui đâu. Không được. Có nước anh em? Có nước. Anh có nước ra. Đấy, ngày mai là để đây là mai mấy em thợ là vào việc đấy. Ô, anh Sơn mua cho à? Không, cái này là anh lấy anh thấy nấu quá thấy em bảo là mua nước cho anh em uống. Chưa nào cái chứ. Nhiều nước em. Này chỗ bắt tao lá. Dao để đi phát cân cây này, cắt dây này. Chết thằng ba. Chết thằng. Là mà nghe tao cứ phân pha. Pha cái gì? Sao đâu? Bây giờ anh nhìn thấy tôi, anh đi vào làm xem khắc bọt luôn. Một chuyến anh chở được cho là 60 viên đi. 10 chuyến. Được. 600 viên. Tôi lừa mơ này hả bà, nó lấy bài này mẹ. Có về nào tôi cân. Cân 2 á? Một viên cân 2. Giờ là ông sò là còn chưa biết là vật liệu chắc là lấy tới nhà đâu cô bác ạ. Vật liệu ra đến đây đâu. Trăm viên á? À? 60 viên là bằng cái bao tải rồi. Em mới tính ra bây giờ 1 cân 2 1 viên đi. Ai lắm không được ra đi. 10 viên là 12 cân. 50 viên thôi. Mẹ này xem bên lại em có cái à. Xì thì xì em dám xuống 23. 23 thì cái này cho em xuống được 6 7 7 6 7. Nè, không phải 3. Đây rồi xe. Vừa rồi thì anh lấy vật liệu của bác thì cũng đã đổ xong hết vật liệu rồi. Tối nay thì có lẽ là bàn giao lại cho mấy anh em thợ nhỉ. Hôm nọ có trong khoản hợp đồng không? Ở đây thì gọi là nói trêu một chút thôi các bác. Ở đây thì cũng gần nhà của anh Phòng thôi. Một tí nữa thì có thể là cháu Đức sẽ cùng thêm là mấy anh em trong team nữa là tối nay có thể là ra đây ngủ cũng được. Thời gian vừa rồi thì cũng được là bác Tiên là gửi cho Đức là 2 cái lều các bác. Ôi nhưng mà dây điện này đi ở nhà ai lồng ngoằng thế anh ạ? Anh nếu nhà anh nếu mà mình kéo điện ấy sẽ từ đâu anh Phòng? Từ dưới này xuống. Dưới này á? Có xa không anh? 400 mét. Từ đây đi 400 mét á? Thì anh Phòng đưa em đi xem một tí được không? Ừ, tuần này cái này chứ. Nhưng mà kéo từ đây đi cũng được á? Ừ. Nó bây giờ chú dưới này nó cũng chả có chỗ chả có chỗ để nhà, công tơ nữa. Thế nhà chú Toán là kéo điện là kéo từ đâu vào? Này này, cột dưới này. Từ cột dưới kia? Ừ. Chú cháu mình đi xuống bên kia xem này, cột nếu mà hợp thì cho xem là đủ kinh phí không, nếu đủ kinh phí thì kéo điện từ đây để xuống luôn. Nhà chú là kéo từ đây đi à? Vâng. Thế bây giờ thì đang sử dụng điện đấy cô bác ạ, là sử dụng điện của nhà chú Phong với lại là bên trên nhà là bố mẹ của Quyết đấy, chú Toán. Dưới này có nhà à? Nhà ông chú.
Ui, đây có cái gốc cây gì mà to đấy này. Gốc cây này chắc là phải 100 năm á. Chắc thế. Ui, dây điện nhưng mà lòng hoàng đấy. Chú. Nó mưa gió nó thổi bay hết rồi. Bây giờ cái này thì chỉ có là thợ điện thì người ta mới dám nối được các bác. Thế nhà chú là kéo từ đây đi hả chú? Ờ. Đây, đây, đây. Sang xuống là 400m. 400m á. Nhưng mà dây điện của nhà chú là dây điện là 2 dây là 1 dây. Nó là 2 dây. 2 dây à? Ờ. 2 dây. 2 dây là 2 dây treo tít trên này. Cao cao nhất này. À, treo 2 dây kia. Ờ, 2 dây cao cao kìa. A35 nó kéo theo dây. Nhưng mà thế cái loại dây nó xoắn xoắn như này thì là loại dây khác à? Ờ. Cái này khác. Thế nhà chú hôm trước là kéo cái dây này là ờ, cái dây tít trên kìa. Hai dây tít trên kia. Hai dây tít kia. À. Nhưng mà nhà chú kéo là trước là rơi bao tiền? Hình như đi... Hình như là gần 8 triệu ấy. Gần 8 triệu á, nhưng mà có à. Cả ăn uống với lại chú khắc kéo hay là thuê người kéo? Khắc kéo. Khắc kéo à? À. Còn mà... cung tơ thì khác, cung tơ thì họ về lắp cho là lấy nó lấy 3.6. À. Nó mua cái dây điện từ trên lắp xuống đây với là công tơ nữa thì công của nó về lắp nữa là nó lấy 3.6. Thế là nếu mà cả hoàn thiện thì cũng rơi vào tầm 9-10 triệu đấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà nếu mà mua lại dây này thì nó cho thấy là nó quấn quấn thế này này. Cái dây đấy đắt hơn. Đắt hơn à? À. Dây này thì 1 mét bao tiền chú có biết không? Cái dây này 23-24 1 mét. 23-24 1 mét à? Ừ. Thế từ đây xuống nhà dưới nhà ông Sò thì chắc dây đó là tầm 500 mét không? Chắc tầm khoảng là 500m, không quá 500m. Quá 500m à? Ừ. Nếu mà thử... Nhưng mà nhà ông ấy nó lại xa hơn một tí, nó vâng. Vòng hơn. À, nếu mà bây giờ dùng thì nhà ông thì thật sự ra cũng không có đồ đạc gì để nhiều. Nhà chỉ kéo những cái dây nhỏ nhỏ hơn thì cũng được rồi. Đúng rồi. Kéo những cái dây tầm nhỏ nhỏ như thế này. Cái dây nhỏ đấy là... Nếu mà dây nhỏ như dây trên này là nó chỉ là... 8-9.000 một mét. 8-9.000 thế à? Ừ. Thế thì về thực sự ra cô bác ạ, bây giờ nhà hai ông cháu ấy thì cũng không có điện để mà dùng đâu. Bây giờ thì được chú Toán với lại là thêm là bố mẹ của Quyết là nhà bên trên ấy là có cho kéo nhờ thôi, chứ sau này mà độ tầm hết 2 tháng thì lại không lại chú lại bảo là giả lại rồi. Kéo thì bây giờ chú vẫn cho kéo thôi đấy, nhưng mà phải là chung từ dây điện từ trên này xuống. Nhưng mà ba nhà mà sử dụng cái dây điện thì sợ là yếu không? Cũng yếu chứ. Yếu à? Bây giờ nhà chú cũng bây giờ cũng dùng bốn nhà thì ai cũng dùng máy thì nó cũng yếu. Bây thế giờ... là dưới đây là bốn nhà rồi à? Vâng. Ừ. Bây giờ yếu mới ai cũng khắc kéo. Khắc trước kéo. Là nó từ đây là xuống nhà chú ở dưới này là 32 hồ là nó chỉ dùng một dây đi thôi. Nhưng mà không sử dụng được, không nấu cơm được, chỉ có thắp sáng thôi. Bây giờ ai mới là khắc lên đây kéo nhiều. Vâng. Trước chỉ có một cụm đi thôi, nó một công tơ nó tổng một cái là đi xuống dưới nó khắc lắp công tơ bé ở nhà hết. Tức là gọi là bây giờ kéo một cái dây mà vừa tổng bình quân là đần gọi là 10 triệu thì là kéo được chú nhỉ. Vâng, 10 triệu thì thoải mái rồi. Gọi là mình còn thuê người để mà kéo cùng nữa. Vâng. Đấy, nhưng mà nếu mà cháu lực thì lúc mà kéo dây điện này có thể nhờ mấy anh em trong tem hay là mấy anh em ở trong làng ra hộ cháu lực thì cũng được. Đúng rồi. Đấy, vừa rồi thì cùng chú Toán để mà xuống tham khảo một chút các bác. Nếu mà như kinh phí được các bác giúp đỡ về cái phần khoản dây điện này thì sau này nó sẽ sử dụng được cả gọi là cả đời luôn chứ không phải là mấy đời luôn chứ không phải là một đời đâu. Dây điện này thì tầm độ bao nhiêu năm thì thay một lần chú? Cái này bây giờ chúng dùng được mười mấy năm rồi, nhưng vẫn chưa thay đâu. Như dây điện đây là dây điện nhà anh Phòng nhỉ? Ờ. À, thế là như loại dây điện nhà anh Phòng này cũng được. Cái này cũng 8-9 nghìn một mét thôi. Nhưng mà sợ mình kéo xuống này thì người ta cho mình đi qua cái đất của nhà người ta không chú? Có qua nhưng vòng một tí, nếu mà đi vào ruộng thì họ ít ít cho kéo bởi vì là nó do đúng đi làm ruộng nó khó. Và... Đây bà. Ô,
Ừ đi. Bà, yêu bà phát nó. Hả lá này lạc phải chứ. Chế chưa mà. Dây điện của nhà anh Phong thì à, cháu mượn mic ra. Cháu cảm ơn nhá, tư vấn cho cháu. Dây điện của nhà anh Phong này thì bao nhiêu tiền một mét anh Phong? Vâng. 8.000 một mét à? Thế là dùng cái loại dây điện này 8.000. Từ đây mà đi xuống nhà ông Sò thì anh tính là tầm độ bao nhiêu? Bao nhiêu mét? Cho là cứ tầm là 600 đi. Tiền công tơ, tiền... Tiền đoạn dây thích kia xuống của nó lấy 500 nghìn đấy. 500 nghìn á? Nguyên một đoạn dây của nó lắp từ cái nối trên kia xuống công tơ. Nó lấy 500 nghìn. Anh không cầm tí thủng nó nước đấy. Đấy, đường điện nếu mà kéo từ đây thì gọi là trên dưới tầm độ là 10 triệu chút cô bác. Nhưng mà tùy theo dây điện. Bây giờ nếu mà mình lấy dây điện nhỏ thì nó lại tiết kiệm hơn. Còn là dây điện lớn thì nó lại cao hơn. Còn gạch thì chắc là bây giờ cũng còn sớm đúng không bác? Thì cháu Lực sẽ không có ở lại nữa. Chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về đã. Rồi thì đến buổi tối nay thì cháu Lực sẽ ra đây để mà xem sau. Còn gạch như này thì vừa rồi mà anh thợ nói thì cũng phải là trông cô bác. Thì sợ rằng là bà con người ta đi qua là mỗi lần đi qua là cầm 2-3 viên để mà đi để làm cái bếp lò đấy. Cái gạch này thì rất là tốt để làm cái bếp lò. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, vừa rồi thì là mấy anh em anh chở vật liệu cô bác thì cũng đã lấy vật liệu là đổ hết ở trên kia cho cháu Lực rồi. Cháu Lực xuống cái nhà của ông thì báo với ông một tin đấy, nhưng mà ông là không có ở nhà. Thế ông đi đâu rồi mày? Kia à? Không. Ông đi lấy cỏ đi làm gì? Lấy cỏ. Thế bỏ này ra, đang nói chuyện thì không được ăn. Thế là bây giờ khoanh tay chào các bà đi. Chào các ông các bà. Thế là một mình khác ở nhà thôi à? Vâng. Ai cắt tóc cho ai đây? Chỗ này ai cắt cho? Ai cắt cho? Cô. Ai cắt cho? Quyết hay là ai? Đàng hoàng. Cho chú hỏi là chỗ này là ai cắt tóc cho?
Hà mày. Ai cắt tóc cho? Từ từ đừng ăn. Chú hỏi là chú mẹ ai cắt tóc cho? Hả? Ai? Cắt. Quyết á? Tự cắt á? Đấy, trên này này hôm nọ cháu mới cắt tóc trong các bác. Trên này thì bảo là dùng tóc, dùng kéo hay là dùng cái gì cắt? Kéo. Dùng kéo á? Sao lại tự cắt đến thế này, nhìn có đẹp đâu? Hả? Chắc là sợ không dám nói ra các bác ạ. Nào ngồi đây. Ngồi đây một tí đã. Ngồi đây một tí ra. Tí ra kia đi vào. Cầm đây, cầm của ai đây? À, trong đây có mũ này. Có cả quần áo nữa. Đây xuống đây thì không có gặp ông không bác. Chắc là cháu Đức cũng phải là đi về thôi. Đi về vào một tí nữa. Tối nay cháu Đức còn phải là ra để mà xem vật liệu nữa. Rất là sợ rằng là vật liệu là mỗi khi mà bà con đi qua ấy, người ta sẽ cầm một hai viên đi thì sau này sẽ bị thiếu vật liệu rất là nhiều. Đây, mặc dù là vật liệu cháu Đức cũng lấy dư ra để mà trong quá trình vận chuyển vật liệu nếu mà nó bị vỡ hay là bị như thế nào đấy rồi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm à? Đây, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bác để ngày hôm nay đã giúp cho hai ông cháu để có được một cái ngôi nhà. Và đặc biệt thì gửi tới hai chị Nguyệt Thúy ở bên nước ngoài rất là nhiều. Cảm ơn tấm lòng vàng của hai chị. Nói là hai chị Nguyệt Thúy giúp đỡ cho ông rất là nhiều các bác. Thì cái khoản kinh phí của hai chị thì được bao nhiêu thì gửi cho Lực là bao nhiêu thì cho Lực cũng đã thông báo lên rồi. Và đặc biệt và thêm nữa thì xin gửi một lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hai ông cháu. Còn là thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ đến đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Mạnh gửi lời chào tạm biệt tới các bà nào. Chào tạm biệt các ông các bà. Bye bye.